Mời đáp án của chương trình: cầu vàng, cầu rạch chiếc, cầu chà và, cầu bạch đằng, cầu móng. 5 cái cầu. Câu hỏi liên quan tới cái gì đây? Mời các em. Những cây cầu lâu đời ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu. Cầu chiếc. Cầu nào? Cầu móng. Cái đó lớn lên em. Cầu móng. Cầu rạch chiếc. Cầu rạch chiếc nè. Cầu móng. Cầu già già nè. Cái nào mà an toàn nhất thì đội trưởng vào. Bây giờ sao? Móng đúng không? Móng mà lâu nhất đúng không? Ta người vô đó luôn. Nhanh lên, nhanh lên, còn 15 giây. Đi cầu đạch chiếc nha. Đi cầu. 3 vị trí nha. Đạt ơi, cái nào an toàn nhất em vào Đạt ơi. Các bạn chọn 3 vị trí là cầu đạch chiếc, cầu chà và cầu móng. Đạt ơi, hai bên hai em gái luôn. Sao em chọn cái vị trí cầu móng vậy? Em nó dắt vô nói cầu móng đó anh. Dạ. Cầu móng đó xong mà không anh không tin đâu. Cầu móng đó. Em ơi, cầu móng chứ phải cầu móng. Cái này là móng vuốt, móng tay nó khác. Dạ, em nghe. Ai đẩy em vô? Dạ hai bé này. Hai bé này phải không? Dạ. Các em có biết cầu móng ở đâu không? Ở quận Nhất ạ. Ở quận Nhất nằm ở đường nào vậy em? Chị em không biết ạ. Trời ơi. Trời ơi. Em mù đường lắm ạ. Cầu xanh xanh đó là cầu móng. À. Tức là em biết nhưng mà em không có nhớ cái cầu nằm ở cái đường nào. Còn em biết cầu móng không? Dạ không, theo ý bạn. Theo ý bạn. Trời ơi. Rồi anh Đạt là theo ý em phải không? Em biết cầu bông mà. Biết cầu bông hả? Ở gần nhà em. Gần nhà em. Bởi vậy. Còn em đứng ở cầu chà già. Em biết cầu chà già chứ? Dạ không. Không biết luôn. Bạn kêu em vô anh ơi. Chứ lúc đầu là em biết cầu móng thôi. Dạ em nghĩ rằng cầu móng đúng. Ok. Còn em? Dạ em biết cầu này tại vì em đi học với đi về quê đều qua cầu này. À, đi qua cái cầu này. Nhưng không biết cái cầu này có phải là cái cầu lâu đời nhất hay không. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án: cầu vàng và cầu rạch chiếc. Em gái chuẩn bị tinh thần nha. Chính xác. Cầu vàng không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Cầu vàng ở đâu các bạn biết không? Ở Đà Nẵng. Cầu là chiếc chính xác. Tiếp theo. Tên tên tên. Cầu chà già. Mời đáp án của chương trình. Chính xác. Cầu chà già cũng là một trong những cái cầu ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại cầu Bạch Đằng và cầu Móng chắc chắn là một cái đúng và một cái sai. Cái vấn đề là cái tầm 3 người này nè đứng ở cái chỗ đúng hay sai. Sai một cái là coi như là mất 10 triệu lại đi luôn á. Xin mời đáp án của chương trình. Hai đáp án cầu Bạch Đằng và cầu Móng, cái nào đúng cái nào sai? Linh tính của chị là thấy cầu Bạch Đằng đúng đó. Cứ rớt thẳng xuống nha cưng. Yeah. Yeah. Cầu Bạch Đằng nằm trên địa phận của Quảng Ninh và Hải Phòng, cho nên ở đây có 3 cái còn lại là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Móng là cây cầu giáp ranh giữa quận 4 và quận Nhất. Chúc mừng cái đội, mời các em về chỗ. Và như vậy là đội mạnh mẽ, các bạn mang về cho mình được 5 triệu đồng. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Chúng ta quay trở lại với đội tinh nghịch. Mời các bạn. Rồi, bây giờ mình ngó lên mấy cái kết sắt mình coi coi chuyện gì sắp xảy ra nè. Chết không? Một cái kết sắt nó tắt đèn rồi kìa chị Giang. Biết sao không chị? Bạn ấy đang nằm trống. Đâu có bạn nào trong đâu. Bạn gì nãy á? Bạn nãy là nằm trong căn phòng trống rồi. Còn 4 cái này. Mình sẽ có 4 đáp án. 4 đáp án chương trình đưa ra. Và trong đó có 2 đáp án là đúng thôi. Ít nhất các bạn phải đứng vào 2 vị trí. Hoặc nếu không rải đều ra, mỗi người đứng một ô là thế nào cũng có 2 người dính. Mời đáp án nha. Mark Zuckerberg. Trời. Sergey Brin, Steve Jobs, Jack Hartley, toàn là những cái tên nước ngoài. Nhưng mà đây là những cái tên nó cũng không phải là quá xa lạ đâu. Mời các bạn xem câu hỏi. Đây là 2 trong số 3 người sáng lập ra kênh YouTube. Bắt đầu. Chị Giang đi theo em. Đi bên trên, đi bên trên. Ở đây, đi bên trên. Trời ơi. Em ra đi sạc. Được rồi, em sẽ chết cho mọi người vui lòng. Trời ơi. Ủa, nhưng mà vẫn phải chọn thêm một cái cho nó an tâm. Em nghĩ ở đây nè mọi người ơi. Không, đi bên trên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Steven Chen. Nhưng mà đây mình đang đặt Steven Chen đúng mình nè. Steven Chen đúng không? Matsu cắt Jin đi. Đúng rồi. Matsu bắt bên gì đó. Steven Chen. Ý là Steven Chen còn sắc kìa. Tự nhiên anh thấy thương cho em quá. Em giống như là con rơi rớt trong đội này, em không ai quan tâm. Thằng nhỏ khóc, thằng nhỏ đang khóc chậm nước mắt nữa hả? Trời ơi, tự nhiên 3 người túm nhau bỏ chạy, rồi không thèm quan tâm tới nhỏ, không thèm nói một tiếng nào luôn. Ít ra là 4 người tụm lại bàn đi, đúng không? Đáp án này hay đáp án này, rồi sau đó 3 người muốn đi đâu đi, rồi nhỏ ít ra nó có phương hướng. Đằng này giống như là liền nhỏ muốn làm gì làm. Đi chén đi thôi em, đi bên trên. Trời ơi. Em ra đi sạc. Được rồi, em sẽ chết cho mọi người vui lòng. Em cảm nhận sao? Dạ không sao để em ổn. Em ổn mà. Em ổn. Khóc được cứ khóc đi cưng. Anh thương thiệt luôn á, tự nhiên trời nhỏ bơ dơ đó quý vị. Thấy một cái cảm giác bơ dơ thiệt sự. Ủa sao vậy, đồng đội tôi sao vậy? Còn có mình tôi à. Mà cuối cùng em chọn đáp án này là bởi vì sao? Dạ em chọn Đại. Em chọn Đại. Dạ. Chứ em không có khái niệm gì về cái nhân vật này sao? Linh tính. Một lần nữa linh tính mách bảo cho em. Tại vì sau này những cái bạn trẻ hay làm cái công việc gọi là YouTuber á, đi đâu mình cũng quay này kia, cái mình đưa lên trên kênh YouTube của mình. Cho nên cái YouTube nó không quá xa lạ với chúng ta. Nhưng để biết được rằng ai là những người sáng lập ra cái kênh YouTube này, không phải ai cũng biết. Em chọn vị trí này là ngẫu nhiên thôi đúng không? Dạ. Vậy hỏi những con người này, những cái con người này liền bỏ đồng đội một cách suôn sẻ. Tại sao? Thì chị Giang nói là chị Giang là em bé của đội, cho nên là em phải bảo vệ. Chị Giang, em biết rằng chị cũng có kênh YouTube của riêng chị. Vậy chị có biết ai là người sáng tạo ra YouTube không? Thì Steven Chen á. Chắc bữa nay ngay bây giờ thì chị mới biết đúng không? Mới biết tức thì mà chưa chắc biết đúng nghe. Ủa vậy hả? Sao không yên tâm vậy? Hai anh em lôi chị vô là chuyện của hai anh em. Đổi chỗ được không? Trời ơi muộn rồi chị. Mà còn chuyện đúng hay sai tùy thuộc vào cái kết quả em sắp sửa công bố đây. Chờ nha. Số 4 Jack Hartley. Không ai chọn hết. Anh sẽ công bố đáp án này. Mọi người nhìn vào cái đáp án này nha. Sang ơi cứ vui, đừng trách hờn ai nha Trưng. Đây là đáp án chính xác. Rồi. Đây là 1 trong 3 người sáng lập ra YouTube. Còn lại số 1, số 2, số 3 chỉ còn lại 1 đáp án đúng mà thôi, 2 cái là sai. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án số 1 của em nha. Nếu như đây là đáp án đúng, điều đó đồng nghĩa với cái việc vị trí mà các em lựa chọn đứng cùng với chị Giang là sai. Xin mời đáp án số 1 Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Chắc em không bắt luôn quá Sang ơi. Tiếng Anh là đi ra đó Sang. Đó là đáp án không chính xác. Thật ra bạn ấy cũng lựa chọn một cách ngẫu nhiên thôi, chứ bạn ấy cũng không có kỷ niệm gì về cái nhân vật này. Đây là một nhân vật cũng sáng lập ra, nhưng sáng lập ra một cái khác chứ không phải YouTube, cái trang mạng xã hội mà chúng ta hàng ngày đắm đuối say mê trên đó đó. Rồi Facebook. Wow. Đúng rồi, hàng gì cái tên quen quá chừng. Chính vì cái tên nghe quen cho nên là có thể đã đánh lừa các bạn ấy, và bạn ấy đã chọn cái vị trí này để đứng vào. Nhưng anh ấy là cái người sáng lập Facebook chứ không phải là YouTube. Còn lại 2 vị trí, cái nào đúng, cái nào sai. Xin mời. nhích nhẹ thôi, đừng rớt xuống. Chính xác. Xuất sắc. Mời các chị em lên đây. Rõ tàu nhẹ nhõm ha. Nhưng mà tức là em chỉ biết đúng một cái nhân vật thôi đó. Dạ, em có biết bên đây và bạn với lại bên bạn Sang đứng là Facebook. Nhưng mà em không kịp kêu Sang. Dạ, em kịp kêu sang là nó chạy, em mới chạy, bởi vì em mới chạy ra đây em coi một lần nữa là Sang ở đó vô trong rồi. Là bởi vậy anh mới nói là mình phải canh thời gian, đúng không? Giống như câu đầu tiên mình cũng rất là bị gấp về mặt thời gian, nhiều khi đứng và rồi lúc đó mình mới nghĩ ra cái gì đó thì không còn thời gian để thay đổi nữa. Ba người đã thắng được ở câu này, mỗi người 2 triệu, chị Chi là 6 triệu đồng. Yeah. Mời các bạn về vị trí. Xin mời Mạnh Mẽ. Vẫn còn đủ 5 người luôn, ngon. Bên kia điều hiu còn 3 người ạ. Cố gắng nha. Cái vòng này sao? 4 đáp án của chương trình, xin mời. Pháp, Singapore, Thụy Điển, Mỹ. Câu hỏi như sau, mời các em. Những quốc gia nào có tốc độ internet nhanh nhất thế giới năm 2019? Bắt đầu. Mỹ đầu tiên. Mỹ với Sing á. Mỹ với Sing. Mình còn đông người mà mình có thể mình rải đều ra. Mỹ, Singapore. Mỹ, Singapore. Anh là qua Mỹ. Ai đi Mỹ với anh? Ai đi Mỹ với anh? Đi Mỹ. Mình còn thời gian nha. Nếu như muốn an toàn thì mình rải người ra ở những vị trí còn lại luôn. Chắc chắn chưa nên rải người ra không? Singapore, đây là Singapore. Em, anh hỏi em có bị lầm lẫn không? Tại vì em vừa mới hỏi đây có phải là Thụy Điển hay không? Tức là em muốn đứng ở vị trí Thụy Điển hay Singapore? Singapore. Nếu đúng là như vậy thì đúng rồi đó. Đây là vị trí của Singapore. Các em nghĩ rằng là Singapore là có tốc độ internet nhanh trong năm 2019? Không, em đoán em nghĩ Singapore sẽ là mạnh nhất. Tại sao em đoán là Singapore sẽ là mạnh nhất? Tại vì trong đầu em nó nghĩ vậy anh. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên trong đầu nghĩ vậy á chứ không có một cái cơ sở gì vững chắc. Em nghĩ cái này linh tính thôi đúng không? Mà linh tính thì khi đúng khi sai. Còn em? Dạ em cũng theo bạn. Dạ không, em linh tính là em nghĩ là đứa đồng Mỹ là Singapore hay là hai đứa như này. Mặc dù Singapore là một đảo quốc diện tích nó rất là nhỏ. Bên đây Mỹ nãy hứa mình hả? Ai đi Mỹ với anh không? Là có 2 em gái chạy theo. Mê Mỹ hay sao em? Dạ không, tại vì đa số là mạng xã hội phát triển từ Mỹ. Ủa, cái tụm này là y chang như câu trước luôn nè đúng không? Dạ đúng rồi, đúng 3 người này luôn nè. Phong thủy luôn rồi đó. Đạt em đi Mỹ rồi đúng không? Dạ. Em thấy là cái em tốc độ internet ở Mỹ thế nào? Nói chung là giống như là một cái sử dụng nó là giống như là cái nguồn không khí của họ luôn á. Ở đâu cũng có wifi, ở đâu cũng có internet hết, ra ngoài đường cũng có wifi free. Nhưng mà vấn đề nó mạnh không? Tất nhiên là nó ổn anh, nhưng mà phải tốn tiền. Ở Mỹ là phải tốn tiền. Mọi cái đều bằng tiền hết. Dạ. Và các em chọn đáp án là Mỹ để coi đúng hay sai quý vị nha. Đạt lúc nào cũng có 2 em kèm hai bên. Tại bên em không có Lâm Lý Dạ đó chị. Singapore. Anh sẽ công bố đáp án của 2 em gái này trước. Hai cô ấy cũng dựa vào cái sự phán đoán, sự suy luận của mình thôi, chứ cũng không dựa trên một cái cơ sở hay một cái dữ liệu nào vững vàng. Liệu Singapore đáp án này đúng hay sai? Chính xác. Số liệu này là của Anbet TVN. Singapore là đứng đầu trên 10 quốc gia luôn nha. Là cái tốc độ đường truyền internet toàn cầu nhanh nhất. Tiếp theo Pháp, Thụy Điển, Mỹ nào đây? Pháp nha. Châu Âu, ghé thăm châu Âu. Đúng hay sai? Đáp án sai. Không ai lựa chọn vị trí này hết. Còn lại Thụy Điển và Mỹ. Pháp thì không nằm trong top 10, nhưng mà chắc chắn là một trong hai nước Thụy Điển và Mỹ có nằm trong top 10. Có một nước đứng thứ 2 về tốc độ đường truyền internet trên thế giới, chỉ đứng sau Singapore thôi. Nước còn lại không nằm trong top 10. Để coi đó là nước nào. Xin mời kết quả. Đừng hồi hộp nha Đạt. Rồi. Yeah. Trời ơi, đau lòng quá quý vị ơi. Một cái tụ ba người mà trong đó có luôn cả đội trưởng. Mất 3 thành viên mà trong đó có đội trưởng nữa là mất quá nhiều, rất là tiếc. Thụy Điển là đất nước đứng thứ hai về tốc độ đường truyền Internet trên thế giới trong năm 2019. Còn Mỹ là không nằm trong top 10 luôn thưa quý vị. Đứng đầu là Singapore. Rất là bất ngờ đúng không ạ? Bởi vậy trong chương trình này nè, có những cái điều mình cứ tưởng là như vậy nhưng thiệt ra không phải là như vậy. Mời hai em đến đây với anh. Câu này đội mình có 4 triệu nhưng cái đau xót là mình mất đội trưởng rồi em ơi. Buồn không em? Buồn quá buồn. Tại vì hồi nãy thật ra cái đáp án Singapore là các em cũng suy luận thôi chứ không có chính xác, cho nên các em đã không kéo được đội trưởng qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với căn phòng trống để xem coi đội trưởng cùng với hai cô gái tóc xanh kia bây giờ như thế nào. Giờ nghi quá, tóc xanh chắc chuyển qua tóc bạc, tóc trắng luôn rồi. Kết nối với căn phòng trống. Mặt tươi quá vậy. Trời ơi, mình đang ở Mỹ. Em đang Singapore anh ơi. Em đang Singapore anh ơi. Ok. Đạt, hồi nãy lúc em nói mà ở Mỹ mà lúc nào cũng có wifi này kia Đạt. Anh tính nói ghê luôn á. Nói sao mà tại vì không có được nói. Nói vụ gì anh? Tại vì lúc đó anh muốn nói rằng thiệt ra đó, anh đi Mỹ cũng nhiều nha, mà ngay cả internet ngay trong nhà của anh á, nó cũng chập chờn dữ lắm. Chứ nó không có phải nó nhanh, không phải nó mạnh như mình nghĩ. Không, em nghĩ chắc có lẽ tùy vùng á. Có thể là những cái vùng mà Đạt đến á thì cái đường truyền internet nó tốt, cho nên là nó nhanh. Còn riêng những cái chỗ mà anh đến á cũng bình thường, nó cũng chập chờn dữ lắm. Nhưng mà đằng nào cũng lỡ rồi. Hên xui anh à. Dạ. Nói lời gì đó động viên hai em ngoài này để đi đến câu cuối nè. Hai em gái à, anh ở Mỹ rồi, tụi em ở Singapore. Mình hãy chiến thắng nhất nha cưng. Cố lên mấy chị ơi. Cố lên nha.